bốn bước làm giàu của người Do Thái sau 2.000 năm ngẫm lại vẫn thấy đúng, áp dụng để cuộc đời sớm thăng hoa. Kính chào quý khán thính giả, gió tầng nào gặp mây tầng đó, mái ôm tư duy cũ kỹ thì giàu sang chỉ là giấc mộng. Do đó, muốn chạm tay tới thành công, trước hết phải tự mình giải phóng bản thân trước khỏi những tư duy cũ kỹ, học khỏi thói quen của người giàu. Không ít người trong chúng ta từng nghĩ rằng ước gì mình trở nên giàu có thế nhưng làm sao để giàu có, hay đơn giản chỉ là thăng tiến trong sự nghiệp thì không. Nhiều chuyên gia cũng nhận xét rằng, điểm khác biệt lớn nhất giữa người giàu và người nghèo chính là tư duy và những thói quen khó bỏ. Như vậy, muốn đổi đời trước hết bạn phải có thói quen của người giàu, sau đó sử dụng tư duy của người giàu để kiếm tiền. Đây là quy luật cực kỳ quan trọng của người thành công. Quý vị thân mến, số lượng người Do Thái trên thế giới chỉ có 16 triệu người, chiếm chưa đến 0,25% dân số toàn cầu. Tuy nhiên, họ được mệnh danh là chủng tộc thông minh nhất thế giới. Đây không phải là điều vô căn cứ mà đã có những nghiên cứu cụ thể. Đặc biệt, số lượng triệu phú người Do Thái chiếm 1 phần 3 ở nước Mỹ. 18 người trong số 40 người Mỹ hàng đầu trong danh sách của Forbes là người Do Thái. Trong lịch sử, đa số các ông trùm tài chính nhà công nghiệp, chủ ngân hàng, nhà khoa học đẳng cấp thế giới là người do thái. chẳng hạn như họa sĩ Picasso, nhà khoa học Albert Einstein, tỷ phú dầu mỏ Rockefeller. chìa khóa thành công của người do thái nằm ở kinh Tham được gọi là cuốn kinh thành thứ hai và trở thành kim chỉ nam của họ. trong đó kinh Tham đề cập đến bốn bài học tiêu biểu sau đây để giúp bạn có thể nhanh chóng giàu có và thành công. Điều thứ nhất, không trao cơ hội ỷ lại cho con cái. Theo kinh Tham Mớt, một người giàu cần phải chú trọng việc giáo dục con cái hơn là quan tâm đến việc phân chia tài sản thừa kế. Cha mẹ nào cũng muốn đem lại những thứ tốt đẹp nhất cho con, không để con phải chịu cảnh khổ cực. Tuy nhiên, cần phải giáo dục cho con hiểu về giá trị của đồng tiền. Dù con trẻ lớn lên trong sự giàu sang phú quý, cũng phải biết tiết kiệm không lãng phí tiền bạc đồng thời những người làm cha làm mẹ không được để con cái ỉ lại vào bản thân mình phải dạy dỗ đức tính chịu khó và kiên trì trên thực tế tác hại của việc để con quá dựa dẫm và phung phí đã xảy ra ở rất nhiều những gia đình chưa có những phương pháp giáo dục hiệu quả khi có quá nhiều cuộc cải không ít tỷ phú có nhiều cách thức thú vị khác nhau để giải quyết vấn đề này chẳng hạn như việc hiến tặng phần lớn tài sản cho xã hội, không để lại nhiều tiền cho con. Bill Gates đã từng tuyên bố, tôi sẽ không cho những người con của mình thừa kế nhiều tiền vì tôi không nghĩ điều đó sẽ tốt. Thứ hai, có công mài sắt có ngày nên kim. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên thuận lợi hơn nếu việc lựa chọn làm việc chăm chỉ. Khi bạn đốc thúc bản thân tận lực làm một việc gì đó, chẳng khó khăn nào có thể cản trở được đối với những người nghèo không có nguồn lực không có các mối quan hệ hỗ trợ cho cuộc sống sự chăm chỉ chính là vốn liếng lớn nhất để họ có thể đảo ngược tình thế khó khăn nếu không có sự siêng năng tất cả mọi thứ mà bạn mong ước đều sẽ chỉ là những điều viển vông bao gồm cả việc trở thành một người giàu có trên thực tế nhiều người nghèo không hề yếu kém thậm chí họ còn có tham vọng và năng lực vượt trội. Nhưng phần đông trong số họ không thay đổi số phận, nghiêm trọng hơn là họ phải chịu cảnh nghèo đói suốt đời. Nguyên nhân lớn nhất là do những người này chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng, muốn đi đường tắt, không làm việc chăm chỉ. Đại dương bao la được hình thành từ những tinh thể nước nhỏ bé, con đường dài được bắt đầu từ những bước chân. Nếu muốn đạt được sự phát triển thực sự, bạn cần phải thực tế trải nghiệm nó đồng thời từ từ tích lũy kinh nghiệm và cải thiện khả năng của mình trong quá trình này. Nền tảng vững chắc khi quá trình càng hoàn thiện và bạn càng kiên trì nỗ lực thì điều đắc được cũng càng ngày càng phong phú. Mọi thứ đều từ sự tích lũy từng chút một và chỉ khi tích lũy nhiều thì bạn mới có thể làm được điều đó một cách dễ dàng. Những người có đầu óc tỉnh táo biết rằng cần làm việc một cách chăm chỉ và những người sẵn sàng làm việc chăm chỉ mới có thể đạt được những kỹ năng thực sự. Thời gian và sức lực của mỗi người đều có hạn. Những cao thủ chân chính thường không cố gắng tìm kiếm nhiều hơn mà họ tìm kiếm sự tình luyện. Chỉ bằng cách tập trung vào một lĩnh vực nhất định, kiên trì từng bước một, tích lũy kinh nghiệm và mai rũa bản thân mình, thì bạn mới thật sự tiến bộ. Giữ phong thái điểm tính và phát huy sức mạnh nội tại của bản thân là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công. Trên thế giới này không có thành công nào dễ dàng, cũng không có quả ngọt nào có thể đạt được một cách dễ dàng. Đằng sau tất cả những thành công trói sáng là sự chăm chỉ bền bỉ của một con người. Trên con đường của riêng mình, tiến lên từng chút một và đạt được từng chút một là trạng thái lý tưởng nhất. Điều thứ ba, quy tắc 91 của người Do Thái Năm 2020, vì ảnh hưởng của Covid-19, nhiều người đã bị xa sốt và hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng áp lực lớn lên mỗi ngày, nên nhiều người không thể nhìn thấy tương lai, thậm chí là mất niềm tin. Giờ đây là quy tắc 91 của người Do Thái, giúp chúng ta tìm thấy hy vọng từ sự tuyệt vọng và mở ra một tương lai đầy hứa hẹn. Một doanh nhân người Do Thái đã nói với người đàn ông bán trứng nghèo khó rằng, nếu anh nhặt 10 quả trứng mỗi buổi sáng và cho chúng vào một cái giỏ, mỗi đêm lấy ra 9 quả trứng trong giỏ đó, điều gì sẽ xảy ra sau một thời gian? Người bán trứng trả lời rằng, trứng sẽ đầy chặt giỏ theo một thời gian. Người doanh nhân giàu có hỏi thêm, vì sao? Người bán trứng đáp rằng, vì mỗi ngày tôi lại có thêm một quả trứng trong giỏ so với ngày hôm trước. Tới đây, vị doanh nhân từ tổn nói Bây giờ tôi sẽ dạy anh một bí quyết để trở nên giàu có. Dù anh kiếm được bao nhiêu tiền mỗi ngày, thì cũng phải tiết kiệm một phần mười số tiền mình kiếm được. Chẳng hạn, nếu kiếm được 10 đồng ngày hôm nay, anh phải tiết kiệm được một đồng. Nếu kiếm được 100 đồng vào ngày mai, anh hãy tiết kiệm 10 đồng. Nếu bắt tay vào làm, chắc chắn tương lai giàu có sẽ chờ đợi anh. Người doanh nhân này tiếp tục nói Đừng bao giờ thấy điều tôi nói đơn giản mà cười nhạo. Vì tôi giàu có được như ngày hôm nay là nhờ vào quy tắc 91. Hiểu một cách nôm na, quy tắc 91 thực chất là để những khoản chi tiêu không vượt quá 90% tổng mức thu nhập. Nếu kiên trì làm điều này trong một thời gian, bên cạnh việc thoát nghèo, chúng ta còn có một khoản tiền tiết kiệm cho mình trong tương lai. Sự thật là con người chúng ta luôn thích tiêu tiền khi thu nhập hạn hẹp. Nhiều người dù có mức lương cao nhưng đến năm 40 tuổi vẫn giật gấu vá vai vì không biết dành dụm. Do đó, bài học làm nên sự giàu có không chỉ của riêng ai, chính là đừng bao giờ coi thường đồng tiền bạn vừa tiết kiệm được. Sự giàu có không chỉ được tạo ra chỉ trong ngày một ngày hai mà là thành quả sau nhiều năm chăm chỉ làm việc, kiên trì phấn đấu. Khó khăn là điều không tránh khỏi, nhưng nếu không dám vươn lên bạn sẽ mãi không thể tìm thấy cơ hội cho chính bản thân mình. Bí quyết để có được may mắn và tư duy làm giàu của người Do Thái chính là sự phấn đấu. Dù là kinh nghiệm sống hay tiền bạc, cũng đều cần phải tích lũy từng chút một. Lâu dần chúng ta không chỉ trở nên khá giả, mà còn có được những trải nghiệm tuyệt vời. Thành công sẽ thuộc về những người biết chuẩn bị và kiên trì làm việc vì mục tiêu, cũng như biết tiết kiệm. Điều thứ tư, khắc phục lối làm việc như một cái máy. Trong kinh Tham Mớt có một lời căn dặn kinh điển. Nếu bạn muốn trở nên giàu có, chỉ làm việc chăm chỉ thôi là chưa đủ. Từ thời xa xưa, người Do Thái đã quan niệm rằng nếu bạn muốn làm giàu chỉ dựa vào sức mạnh thôi là không đủ, bạn phải có cả trí tuệ và tư duy. Có ba điều được rút ra trong kinh Tham Mớt như sau. Đầu tiên, tiền để ra tiền. Nhiều người nghèo không biết cách tăng tài sản mà chỉ biết tiết kiệm tiền một cách mù quáng. Tiền để ra tiền là cách kiếm tiền nhanh nhất. Bạn có thể lựa chọn đầu tư, chứng khoán, mua vàng. Từ đó, sự giàu có của bạn sẽ được tích lũy nhanh chóng và tự nhiên. Thứ hai, đó là cách suy nghĩ thấu đáo. Đối với nhiều người, sự nghèo khó làm họ cảm thấy bản thân có thể kiếm được nhiều tiền càng thay đổi và phát triển một cách chóng mặt, con người phải đối mặt với nhiều thách thức. Vì vậy, mỗi người cần có suy nghĩ chín chắn trước khi đưa ra bất cứ một quyết định nào. Thứ ba, vận dụng tư duy đầu tư. Những thứ bạn cần đầu tư là sức khỏe, gia đình và việc học. Những người dành nhiều thời gian cho việc học mỗi năm đều trở nên vượt trội hơn người bình thường. Tư duy đầu tư có thể đưa bạn tiến xa. Vì vậy, Người Do Thái thường tuân theo một câu tục ngữ khi làm ăn, đó là hàng đắt tiền chỉ dành cho người giàu, nghĩa là tiền nằm trong tay người giàu. Trên thực tế, bạn sẽ thấy ngày càng có nhiều người và công ty thông thái đang nhắm tới khách hàng hoặc đối tác kinh doanh ở 22% người giàu trên thế giới. Các chuyên gia tư vấn khóa học của các cơ sở đào tạo sẽ tốn nhiều công sức, nhiệt huyết hơn để giành được những khách hàng kim cương. Những người bình thường muốn đạt được thành tựu lớn lao phải hiểu một sự thật rằng cùng ở một nghề nhưng khoảng cách thu nhập của mỗi người có sự chênh lệch rất lớn. Điều này nằm ở việc khách hàng chúng ta phục vụ là người giàu hay người bình thường. Muốn trở thành ai thì trước tiên bạn phải tìm cách đến gần hơn với người đó. Và chỉ khi đó, bạn mới có thể tích lũy tài sản nhanh hơn và có cơ hội thăng tiến trong công việc.